Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày 7 tháng 12, em tiếp tục lên cho các bác 5 cặp loa dòng vừa nghe nhạc hát karaoke được cho nhé. Toàn loa bass 30, 32, có duy nhất cặp này là bass 27 thôi. Rồi, đầu tiên là cặp đi tông DS77EX các bác nhé. Dòng này thì là nó viền còn rất là mềm nhé, nhìn rất là khủng bố luôn. Thông số của nó này, bass 32 các bác nhé, vừa nghe nhạc hát karaoke được nhé. Loa cơ bản, lưới đây ạ. Đây, loa này thì em về chỉ lau chùi qua là bán thôi, chứ không có. Con này thì công suất của nó tới 230W. Cặp loa này bán 7,5 triệu các bác nhé. DS77EX. Đây, cặp trên này thì bữa nay con đã đăng lên rồi này. Cặp DS73D cũng bắt 32 màu vàng, hai sao chỉnh hai bên này. Cặp này thì 7 triệu thôi ạ, có lưới đầy đủ nhé. Rồi. Và tiếp theo là một cặp loa này thì rất nhiều bác thích. Cặp loa Onkyo M625 mã các bác nhé. Dòng M6 thì các bác biết rồi, cái củ từ nó thì quá khủng bố luôn. Anh nhìn cái cặp loa này không? Rất là sâu. Bass 32. 32 riêng cái củ từ nó là khoảng 20 nhá. Củ từ nó phải to bằng 20 phân. Một nó thiết kế thì một cái chép một cái mic là một cái bass thôi, nhưng mà nó kiêm cả tiếng lời đằng này nhá. Dòng này nghe nhạc hát karaoke được nhá. Trong cái dòng M thì có M6, M62 la mã và 63 la mã, thì cái dòng M63 la mã nó M62 la mã thì nó hay hơn cả các bác nhá. Đây, cái bass nó rất là sâu nhá. Đặc biệt là cái dòng này về thì nó sẽ mục viền. Các bác cứ để ý xem, nó sẽ mục viền nhá. Thì phải thay viền, mà các bác nhìn cái viền của em mà. Viền của em thay gấp đôi viền của người khác. Viền này em thay mất 400 ngàn luôn á. Vậy sao? Cái viền nhỏ zin theo cái cặp loa này luôn. Còn nhiều bác thay viền là viền rất lớn luôn nhé. Nó không hay bằng zin của nó nhé. Ở dưới này có siêu chỉnh. Dòng này vừa nghe hạc khác karaoke được nhé. Thông số đây nó có cả cái cao 68 này, rộng 38, 39 đấy, bên Nhật nó ghi nó để nó luôn. Quay phía sau các bác thì nó cũng có chày nhé, nhưng mà hàng bãi mà không đáng kể đâu các anh nhé. Có lưới đầy đủ. Đó. Cặp này thì rất là hiếm. Trước em có chụp cái lưới đây ạ. Lưới cái bên này nó hơi dập đoạn này. Mai em xử lý lại. Logo đầy đủ. Cặp loa M6 này, M62 la mã này, bass 32 rất là gấu luôn. Cặp loa nặng cực kỳ nhá. Cặp này em bán 6,7 triệu nhá. Riêng bên em thì lúc nào em cũng cân nhắc giá rất kỹ rồi. Bao lúc nào cũng rẻ nhá. Hợp giá hợp lý cho các bác xài nhé. Rồi đây có cặp Bühner F990. Cặp loa lưới đầy đủ. Hôm trước em có lên một video test riêng nó. Có bác kia bác chốt mà bác xong bác im lặng luôn, chẳng nói gì nữa. Qua loa này thì khủng rồi. Bass 30 kiềng đúc, khổ từ gấu luôn. Tóm lại cặp loa này còn đẹp lắm. Bass 30 này, phía sau này, em quay bữa trước em quay nhiều lắm, cặp đẹp lắm nha. Nghe nhạc hát có thể hát karaoke được các bác nhá. Cặp này thì 6,2 triệu. Cái video nó, cái điện thoại của bắp này nó lúc nào nó hơi mờ. Chép giấy nghe nhạc hát karaoke được nhá. Cái dòng này các bác xem, cái bass nó giống như mấy cái dòng 161 ấy. Củ từ nó to như vậy nhá. 6,2 triệu, cực kỳ rẻ. Rồi sang đây cặp Yamaha L325. Cặp này thì các bác nào chơi rồi qua rồi thì biết. Đây là mấy vết chảy, nhưng mà cái này thì em chưa có dọn thôi. Bác nào chơi qua rồi thì biết cặp này nhá, cực kỳ hay này, mềm nhún luôn. Viền này thì thay rồi nhưng mà nó mềm lắm. Cặp này nghe nhạc cực kỳ hay các bác nhé. NS325 của Yamaha. Có ai chỉnh thế này, lưới liếc đầy đủ nhá, lưới đẹp luôn nhá. Ở phía sau này
này. Còn cơ bản ok nhé, hàng bãi về. Bác nào chơi qua cặp này rồi thì biết nhé, nghe nhạc hay cực kỳ. Cặp này đi hát karaoke thì nó không được hay đâu, bởi vì cặp này nó nhỏ. Bác nào mà hát cả gia đình nữa nhé, còn nó to thì chơi những cặp này to này. Cặp này bán 4,2 triệu các bác nhé, NS325. Các bác cứ check Google đi, nghiên cứu một vài trang khác bán, lúc nào bên em cũng rẻ hơn các nơi khác khoảng 1 triệu, bèo nhất cũng 1 triệu. 4,2 triệu cặp loa này, bát 27 nhé. Cặp loa này nghe hay lắm. Cái màng của nó là bản chất, cái màng của nó là cái màng kiểu carbon, mềm không, thấy mềm không, trời cực kỳ mềm luôn, nghe nhạc đã lắm. 4,2 triệu nha, cặp loa cực kỳ rẻ chất. Rồi bên em thì vẫn theo chính sách cũ thôi, loa thì phải cọc 2 triệu mới đi hàng, cọc thì bên mua phải chịu ship, còn bác nào cứ chuyển khoản hết em bao ship toàn quốc các bác nhé, kể loa nặng đến đâu cũng bao luôn. Rồi cảm ơn các bác xem video nhé, bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Tổng thể có 4-5 cặp loa đấy, báo giá cụ thể đấy nhé. Tất cả loa này đã test ok hết rồi nhé. Rồi cảm ơn các bác xem video nhé.